Vì để mở đầu cho buổi học chiều hôm nay, đó là chuyên đề chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Chuyên đề này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lữ Văn Thư, chị sự viên của Ban Thị sự Trung ương, Phó trưởng Ban Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương, xin trân trọng kính mời ông đến để thông qua chuyên đề chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban tổ chức, ban giám thị cùng toàn thể quý đồng đạo học viên kính mến. Kính thưa quý vị, trong không khí đầm ấm chan hòa tình nghĩa đạo đời, cùng nhau trợ trưởng viên mãn cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng giáo hội phát triển theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Thay mặt ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, tôi gửi đến toàn thể quý vị lời chào đoàn kết, lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý đồng đạo, hôm nay lớp học chúng ta là ngày đầu tiên khai giảng. Thì phải nói đây thì chúng tôi có tâm sự với ban tổ chức suốt 4 nhiệm kỳ, chúng ta mới mở được lớp đầu tiên qua cái đầu nhiệm kỳ năm, thì trải qua 20 năm thì do cái tình hình của địa phương thì hôm nay mới mở được lớp này. Phải nói là cái lớp của chúng ta những người đứng tuổi thôi, lớp rất là hay, có những vị đã từng tham gia tổ chức chính trị, sau này đã trở về hưu rồi cũng tham gia vào cái lớp học. Thì trong cái lớp học hôm nay thì ban tổ chức đã gửi cho quý đồng đạo chúng ta mỗi người một cái cuốn tài liệu, cuốn tập và một cái viết. Thì ban giáo viên giảng bài có những cái cần thiết thì chúng ta tốc ký lại vào cái cuốn tập của mình để chiều nay chúng ta về làm bài. Bởi vì mỗi một bài đó thì có khoảng từ 2, 3 hoặc 4 câu hỏi. Sau khi học xong rồi thì chiều nay ban giám thị sẽ tặng cho mình một phần thưởng. Về từ đây cho đến chủ nhật tuần sau, chúng ta làm bài, củng cố cái bài làm của mình chắc chẽ. Sáng chủ nhật tuần tới, giáo lý viên giảng bài cho buổi sáng, chiều lại quý đồng đạo lên đây giảng bài lại cho giáo viên nghe. Thể hiện tinh thần bình đẳng đúng không đạo? Rất là vui. Vì đạo mình có đồng ý chuyện này không? Không có kêu. Nhưng mà đồng đạo mình tự giác thôi, kêu cái là trốn luôn, không có kêu. Và chiều đó là tự đồng đạo mình sẽ đăng ký lên đây, sẽ trình bày lại cái bài làm của mình cho giáo lý viên cùng như đồng đạo chúng ta nghe. Thì đó là một cái, cũng là một cái ấn tượng để cho chúng ta vui trong cái học tập. Như điều đặc biệt ở đây là chúng ta chỉ học có một ngày thôi, một ngày chủ nhật. Đồng đạo chúng ta rất là dễ học, có thời gian học tập, có thời gian nghiên cứu, có thời gian làm bài. Tôi tin tưởng rằng đó, sau cái câu hỏi chiều nay đó, cho quý đồng đạo về, từ đây cho đến một tuần sau, đồng đạo sẽ làm cái bài chắc chẽ. Tới khuyên mình lên đây trình bày không cần tài liệu, nói thao thao bất tuyệt cho mình nghe. Được không mấy ông đạo? Được không? Được. Bởi vì một tuần lễ mà.
có nhiều lớp á, đồng đạo lên Buôn Đề Cương nói chuyện rất là hay. Không, muốn trở thành kỹ sư, một bác sĩ hay là một thầy giáo dạy thì chúng ta phải học, học đến nơi đến chốn rồi, phải không, mới được. Chứ còn không học mà nói như ngày xưa Ngọc Bất Đắc Bất Thành Khí, nhỏ không học lớn làm đại quý, chứ không có. Không có. Bây giờ chúng ta muốn trở thành một giảng viên truyền bá giáo lý Đức Thầy, không học được không? Được không? Được. Hiện nay rất nhiều người không học mà giảng. Giảng rất là nhiều. Nhiều khi đồng đạo nói thấy đứng trên diễn đàn này đó là sung sướng lắm, ớn lắm với đồng đạo. Thật sự ra đứng diễn đàn đó, thiên đàng và địa ngục kế bên. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà nói cái chân lý, đúng chân lý, mình áp dụng, mọi người áp dụng và truyền đạt đến nhiều nhiều người khác áp dụng, thì ai cũng đạt đến hạnh phúc an vui, thì cái quả, cái nhân đó đưa mình lên dây thiên đường. Nhưng ngược lại, mình nói sai chân lý, mình nói mà người ta hiểu sai rồi, họ hiểu sai, mọi người hiểu sai và truyền đạt nhiều người khác hiểu sai, thì mình đi xuống tới địa ngục luôn. Không, thấy vậy chứ không đơn giản. À, ngày xưa đó là một hôm tổ bá trượng đang thuyết pháp, sau khi thời pháp xong rồi đó, mọi người ra về, còn một người mà không phải là người, dốc dáng thì hình như là người không phải, thì mọi người ra về hết rồi, thì còn cái ông già này là ông già chồn, chồn mà quá hiện là người để nghe pháp. Thì tổ hỏi ngươi là ai, thì người đó nói rằng thưa tổ, con là chồn, ngày xưa con là một bậc cao tăng, không biết con nói sai chỗ nào, sau khi con chết rồi đọa làm chồn 500 kiếp, hôm nay nghe tổ thuyết pháp con đến đây nghe. Thì tổ mới kêu ông lặp lại cái câu nói ngày xưa. Ngày xưa lúc ông còn làm cao tăng, nó có một vị Phật tử đến hỏi: bạch hòa thượng, bậc tu hành còn có bị lực nhân quả chi phối không? Ông trả lời là không còn bị lực nhân quả chi phối. Thì sau cái câu hỏi đó, ông trả lời đó đó, thì ông đã chết và đọa làm chồn 500 kiếp. Ông không biết cái sai chỗ nào, ông nói gì mà không biết sai. Thì tổ mới kêu ông lặp lại câu hỏi đó. Thì ông mới lặp lại: bạch hòa thượng, bậc tu hành còn có bị lực nhân quả chi phối không? Tổ trả lời là không còn lầm giữa nhân và quả. Ngay câu đó ông giác ngộ và ông đã thoát được thân chồng. Như vậy thì chỉ một câu nói đơn sơ như vậy thôi, nhưng mà ảnh hưởng rất lớn. Tại sao vậy? Bởi vì toàn bộ hệ thống giáo lý của Đạo Phật căn cứ trên một nền tảng đạo đức nhân quả. Mà ông phủ nhận nhân quả, có nghĩa là không còn bị lực nhân quả chi phối, là ông phủ nhận nhân quả, tất nhiên là phủ nhận toàn bộ hệ thống giáo lý của Đạo Phật, cho nên bị đọa làm chồn 500 kiếp. Hôm nay giáo lý Đức Thầy cũng vậy. Đức Thầy dạy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ câu nhân quả của Phật dạy. Chúng ta thấy một câu nói rất đơn giản, nhưng mà đó làm chồn 500 kiếp. Vì vậy cho nên cái người đứng diễn đàn muốn trở thành một giảng viên được toàn diện thì chúng ta phải học, phải trải qua trường lớp, phải học tập. Học chi? Học để chúng ta biết cái nào là nên nói, cái nào là không nên nói. Nói đúng thì là chân lý đưa con người đến siêu thoát, còn nói sai là rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên giáo lý viên giảng đề tài đó, giảng đề tài là rất chuẩn. Bởi vì sao? Trước khi giảng một đề nào đó, chúng ta chọn rất là kỹ câu cú từ ngữ, chặt chẽ rồi khi giảng chúng ta ít sai lầm. Còn nếu mà giảng do cảm hứng dễ sai lầm, dễ sai lầm. Vì vậy cho nên cái việc học nó rất quan trọng, phải không đó? Rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta học cái bài đầu tiên, đó là lợi ích của sự học giáo lý. Trước nhất chúng ta tìm hiểu các cái từ ngữ. Lợi ích là gì? Lợi ích là khi ta làm một việc gì đó, nó đem lại cái kết quả cho chính mình. Ví dụ như chúng ta vào trường học tập cấp 1, cấp 2, cấp 3, và khi chuyển qua đại học, học bác sĩ, học kỹ sư, học ngành nghề này, ngành nghề khác, thì sau khi chúng ta học xong
thì nó đem lại cái hiệu quả thiết thực trong đời sống chúng ta là được ổn định kinh tế. Và cái học vị của chúng ta đã góp phần xây dựng quê hương đất nước, nó mang lợi ích rất đáng kể như vậy. Vừa lợi ích cho bản thân, vừa lợi ích cho chúng ta góp phần xây dựng quê hương và đất nước. Cũng như hôm nay đồng đạo chúng ta học giáo lý. Khi mình chưa hiểu giáo lý thì mình nói năng không có kiềm chế, muốn nói gì thì nói, muốn kêu trời kêu Phật, chửi rủa, nói tục nói tiểu vân vân, mình có quyền nói bởi vì mình không hiểu. Nhưng mà hôm nay mình đã học hiểu giáo lý rồi thì trước khi nói chúng ta phải cân nhắc đúng sai, tội phước, nói phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Khi chúng ta chuyển hóa được con người của chính mình rồi, chuyển hóa được lời nói, chuyển hóa được hành động, chuyển hóa được tư tưởng rồi thì bản thân con người chúng ta rất đẹp, rất tốt đẹp, và chúng ta làm cho người chung quanh cảm thấy hạnh phúc an vui bởi vì mình chia sẻ cùng họ, mình không có nói cay nói đắng với họ. Thì đó là chúng ta hiểu khái nét một số cái lợi ích trong việc làm. Vậy đó. Giờ học sự học. Học là gì? Học là bắt chước, chăm chỉ bắt chước, lắng nghe để chúng ta biết và làm theo. Khi chúng ta sinh ra lớn lên rồi thì còn ở trong gia đình, còn nhỏ đó mình học gì với cha mẹ với mình đọc? Học ăn, học nói, học gói, học sách, vân vân, phải không? Lớn lên rồi thì cha mẹ đưa vào trường học. Học gì? Học chữ. Học chữ nghĩa cho thông, cho thái, học để mình hiểu biết ha. Rồi sau khi học chữ cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi chuyển qua học, học gì? Học gì mình đâu? Học ngành, học nghề, không? Để ổn định cuộc sống. Và có được cuộc sống rồi, có kiến thức rồi, có được cuộc sống ổn định rồi, muốn tìm một điểm tựa tinh thần để cho cuộc sống mình an lạc, hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời, mình học gì? Học giáo lý. Hôm nay đây, không? Hôm nay là đồng đạo chúng ta đăng ký vào đây để học giáo lý. Vậy thì giáo lý là gì? Đồng đạo nhìn giao tài liệu. Giáo là giáo điều, lý là lý nghĩa. Giáo lý là giáo điều lý nghĩa của một tôn giáo. Tôn giáo đó do gì? Giáo chủ thuyết minh cho tín đồ nương theo đó mà tu học. Ở đây chúng tôi minh họa theo đồng đạo chúng ta biết để mình nắm, nếu mình ghi lại để mình hiểu biết theo cũng được. Giáo lý là giáo điều lý nghĩa của một tôn giáo nè. Tôn giáo này do gì? Giáo chủ. Giáo chủ này mới thuyết minh ra. Giáo lý là giáo điều lý nghĩa của một tôn giáo. Tôn giáo này do vị giáo chủ thuyết minh ra giáo lý, giáo luật, giáo lễ, tín đồ và giáo hội. Vậy thì bây giờ tôn giáo của mình gọi là tôn giáo gì không đạo? Phật giáo Hòa Hảo. Cái người mà khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo là ai? Là Đức Thầy. Không? Giáo chủ là Đức Thầy. Vậy thì khi Đức Thầy khai sáng ra cái đạo đặt tên là đạo Phật giáo Hòa Hảo, thấy không? Thì Ngài mới viết ra giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là gì? Quả hay là quyển sấm giảng? Sấm giảng thi văn giáo lý, phải không? Giáo luật của Phật giáo Hòa Hảo là gì?
quả hay, xong chú rành quá vậy, tám điều răn cấm. Giáo lễ Phật giáo hảo là gì? Ồ, mỗi người tín đồ Phật giáo hảo thờ năm ngôi hay là bốn ngôi? Một ngôi gì? Cửu Quyền Thất Tổ. Hai, ba, bốn, dứt khoát là không có bốn, chỉ có ba, phải không? Vậy thì giáo lễ Phật giáo hoặc là cái nghi thức thờ phượng là mỗi người tín đồ Phật giáo họ thờ ba, bà ngồi. Tín đồ là ai? Là mình đang ngồi đây, mình quy y theo đức giáo lý của đức thầy là đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì mình học giáo lý giáo luật có nghi thức để tu. Giáo hội là gì? Giáo hội là ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã An Bình. À, như vậy thì một tôn giáo phải có đủ các yếu tố được nhà nước công nhận. Một là có giáo chủ khai sáng đạo, cái tên đạo không trùng lắp một tên đạo nào, và phải có giáo lý giáo luật giáo lễ và tín đồ tu theo, thì nhà nước công nhận đây là một tôn giáo có tư cách pháp nhân. Thì cái này đồng đạo chúng ta hiểu thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta hiểu lại, giáo lý là giáo điều lý nghĩa của một tôn giáo do vị giáo chủ thuyết minh cho tín đồ nương theo đó mà tu học. Vậy khi người ta hỏi giáo lý là gì, chiều nay câu hỏi được đặt ra giáo lý là gì, thì đồng đạo sẽ định nghĩa theo cái tài liệu đã có. Giáo lý Phật giáo Hảo căn cứ trên một nền tảng, tín đồ Phật giáo Hảo cần phải hiểu về tôn chỉ giáo lý của tôn giáo đó. Ví dụ như giờ đó, các tôn giáo, tín đồ các tôn giáo cần phải hiểu giáo lý của tôn giáo đó. Nhưng mà đối với tín đồ Phật giáo Hảo, chúng ta phải học hiểu tôn giáo, tôn chỉ giáo lý của tôn giáo mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái tôn chỉ giáo lý nó là cái bản đồ, nó cũng giống như là kim chỉ nam cho người đi biển. Người đi biển muốn không lạc đường thì phải có kim chỉ nam. Người đi đường không muốn không lạc đường thì cũng phải có bản đồ. Ví dụ như từ đây lên Hồng Ngự thì chúng ta cũng phải biết cái đường đi, nếu không biết là chúng ta đi lạc. Thì cũng vậy, người tu cần phải học hiểu tôn chỉ giáo lý, vì đây là cái biển đồ cho người tu. Giáo lý Đức Thầy vạch ra cho chúng ta từ con đường từ đây sang qua Tây Phương Cực Lạc kia là trong quyển tôn chỉ giáo lý. Vậy thì hôm nay đồng đạo đăng ký học cái lớp bầu dưỡng giáo lý căn bản là chúng ta đang thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Thầy cho biết đó, đừng thấy ai theo nói đạo nào đông rồi dỗ dàng theo đạo ấy mà chưa hiểu giáo lý như thế nào. Mình theo cái đạo đó người ta đang tu rất là đông, theo rất là đông, mà mình chưa học hiểu cái giáo lý thì Đức Thầy cho đó là mê tín. Mình thờ Đức Phật mà không hiểu ông Phật thì Đức Thầy cũng cho mê tín. Như vậy Đức Thầy nói rất rõ, phải không? Đừng thấy ai theo mối đạo nào đông rồi dội vàng theo đạo ấy mà chưa hiểu giáo lý như thế nào. Đừng thấy người ta thờ Phật rồi dội giả lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, càng tu càng thờ bao nhiêu, càng tỏ cho thiên hạ thấy ta mê tín bấy nhiêu. Rất là rõ. Vậy thì hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Bình A mở lớp bầu dưỡng giáo lý căn bản cho đồng đạo có thời gian để học hiểu đúng tôn chỉ giáo lý là rất chính xác, là chúng ta đang thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy. Bởi vì sao? Bởi vì nhiệm vụ của ban trị sự là phải hướng dẫn tín đồ tu đúng tôn chỉ giáo lý, mà cái lớp học này nhằm mục đích là giúp chúng ta hiểu cặn kẽ về tôn chỉ giáo lý, về nghi thức thờ phượng, về quan hôn tang tế, về cách đối nhân xử thế trong 26 chuyên đề mà chúng ta sẽ học bắt đầu từ đây trở về sau. Vì vậy cho nên đồng đạo chúng ta hôm nay đăng ký học lớp này là chúng ta đang thực hiện đúng lời dạy Đức Thầy, thay mặt ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương đề nghị hoan nghênh tinh thần của toàn thể đồng đạo. Giáo lý Phật giáo Hảo như đạo Phật căn cứ trên một nền tảng di lý và thực tế, dĩ nhiên phải có một giáo lý thích nghi nhằm cải thiện mọi tầng lớp nhân sinh. Đồng đạo xem tài liệu, chúng tôi dựa vào tài liệu chúng ta phân tích gồm nhiếp những tinh hoa luân lý, tâm lý, triết lý, văn hóa. Ở đây chúng ta hiểu hai cái từ là từ cải thiện.
Cải thiện có nghĩa là đổi mới. Mà giáo lý Đức Thầy đó, cải thiện hai phần lớn, đó là vật chất lẫn tinh thần. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu muôn trọng. Thầy dạy rất là gần gũi, nhưng mà rất là cao siêu. Thầy dạy không có cao siêu lắm phải không đạo, nhưng mà rất là cao siêu. Ăn, ở, mặc à. Mà tại sao Đức Thầy phải dạy? Chúng ta nghiệm suy nghĩ kỹ rồi chúng ta mới thấy cái giá trị cao siêu của Đức Thầy. Ăn Đức Thầy dạy rất đơn giản nè. Kẻ tu hành ăn uống có điều độ, tránh những món ngon, sống nấu toàn đồ, độc ăn vào cho cơ thể sinh bệnh. Đạo thấy chúng ta Đức Thầy dạy hết sức là khoa học. Năm 1945 Đức Thầy viết cái bài này, nhưng mà lúc đó người ta đâu có quan trọng đến cái vấn đề ăn uống không. Nhưng mà Thầy dạy mình ăn uống phải cẩn thận, phải kỹ lưỡng, nó có điều độ, mà tránh những cái gì độc mà cơ thể sanh bệnh. Thì ngày hôm nay đồng đạo thấy rất là rõ phải không, thức ăn của chúng ta trước mắt toàn là đồ độc, nếu không cẩn thận cách ăn uống. Rồi ở Đức Thầy cũng dặn mình đó là phải giữ gìn thân thể cho sạch sẽ, từ nhà cửa đến chỗ ăn chỗ nằm phải biết trọng vệ sinh, bỏ những thói quen ăn ở dơ bẩn. Đồng đạo thấy siêu không? Coi như là giáo lý, cái quyển tôn chỉ giáo lý Đức Thầy dạy phải là rất là thực tế, nhưng mà nó rất là cao siêu, mà nó đồng hành phát triển cùng dân tộc. Ngày xưa Đức Thầy đó viết cái quyển này năm 45, về sức khỏe người ta đâu có quan tâm không, nhưng mà lúc đó Đức Thầy dạy tín đồ rồi, người trong bổn đạo nam nữ phải cần giữ gìn thân thể cho mạnh khỏe. Mà muốn được mạnh khỏe thì nên chọn môn thể dục nào hợp với sức khỏe nếu mình muốn. Bởi vì thân thể có mạnh khỏe, khỏe mạnh thì tinh thần mới sáng suốt. Như thế mình có thể làm việc đạo nghĩa một cách đắc lực. Đó là coi giới thiệu sơ về cái cải thiện về đời sống vật chất. Còn về tinh thần, về nghi lễ thì Đức Thầy dạy mình giản dị quá cách thờ phượng. Đến cái thờ phượng hàng ngày chỉ thờ phượng rất đơn giản. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái mặt quan trọng đó, nó rất là cần thiết trong đời sống vật chất và tinh thần của con người. Các cái bài học tới chúng ta sẽ học sâu hơn. Rồi giáo lý gồm nhiếp tinh hoa của Tam giáo Á Đông. Đức Thầy rút cái tinh hoa Tam giáo về cái đạo lý giải thoát của Đạo Phật, cái tinh thần tiêu diêu tự tại của Lão Tử, cái đạo đức lý làm người của Nho giáo, cộng với cái tư tưởng của riêng Ngài và cái tinh thần dân tộc tính mà Ngài hình thành một giáo thuyết mới, đó là giáo thuyết học Phật tu nhân. Một cái giáo lý vừa thích nghi với một thời đại, vừa là phù hợp với một xã hội đang vật lộn với kinh tế, vừa là áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cho nên chúng ta thấy cái giáo lý Phật giáo hảo rất là dễ tu, phải không? Hàng cư sĩ tại gia chúng ta dễ thực hành. Nó là chìa khóa mở rộng cửa tâm chân lý, là sức mạnh vạn năng cho tín ngưỡng chân chánh, nó cho ta một trí sáng và một trí nhớ vô biên. Chìa khóa là gì? Chìa khóa là nó bằng cái vật bằng đồng, bằng sắt, người ta dùng để khóa cái cửa kho, khóa cửa nhà nhân dân. Ví dụ như giờ đó có một cái kho hàng rất lớn, người ta để rất là nhiều hàng hóa trong đó. Bây giờ người ta muốn phá lại rồi, mình muốn xem cái kho hàng đó có những gì, thì mình phải nhờ cái người giữ kho đưa mở cái chìa khóa thì mình mới bước vào cái kho hàng đó. Thì cũng vậy, giáo lý Phật giáo quả là một kho tàng pháp bảo. Mà bây giờ mình muốn biết cái kho tàng pháp bảo này có những gì, thì sáng nay chúng ta làm lễ khai giảng, bây giờ chúng ta đang bước vào cái kho tàng giáo lý của Đức Thầy. Bài học đầu tiên của chúng ta đó là học chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Một lát nữa đây chúng ta sẽ nghe về lịch sử Phật Thích Ca, lịch sử Phật Thầy Tây An, các vị hoàng đạo sau Ngài, rồi thân thế sự nghiệp cứu đời của Đức Thầy. Mình là tín đồ thì mình phải hiểu rõ về thân thế sự nghiệp và bước trương chiên quá đạo của Thầy mình. Các pháp môn trong 26 chuyên đề này, sau khi đồng đạo học hết cái khóa này, 26 chuyên đề này,
thâm nhập vào tâm của mình rồi, áp dụng vào cuộc sống thực tế, mình được hạnh phúc an lạc, đem lại hạnh phúc an lạc cho gia đình và cho xã hội. Bây giờ người ta kêu mình bỏ tu theo Phật giáo hảo, mình bỏ không đâu? Bỏ không? Bỏ không quý ông đạo? Không bỏ phải không? Dạ, một đời một đạo đến ngày chung thân. Bây giờ tôi thí dụ nha, chúng ta là đang ở tại đây, mình đang đi về cực lạc. Đây là cực lạc nè. Đi con đường về cực lạc này không có đồng bạc nọ chứ, mà trải qua gian lao thử thách, chông gai khen chê đủ thứ. Nhưng mà đây là cái ngã này là ngã xiên nhiều đường. Người ta nói đi cái hướng này người ta cho mình 5.000 đô. Nếu mình quẹo qua hướng này cho mình 6.000 đô. Quẹo hướng này cho mình 7.000 đô, 10.000 đô, 15.000 đô, 20.000 đô, bỏ tu đi, Phật giáo hảo đi. Như vậy thì tới đây nếu mình không học cái tôn chỉ giáo lý, không biết rõ con đường đi, đến đây mình suy nghĩ liền. Cái đường đi về cực lạc sao khổ quá, không có tiền bạc hay chân, mà còn bị người ta khen, người ta chê, bỏ tiền, bỏ của ra làm mà không có ai khen mình. Phải không? Khổ quá, tới đây ta đã thâu quẹo qua đây đi. Có 5.000 đô, 6, 7, 8, 9.000 đô, 20.000 đô rồi nè. Như vậy thì lúc đó mình sẽ là sao? Nếu không học, chắc chắn rằng chúng ta sẽ rẻ. Mà hiện nay có rẻ không quý ông đạo? Rất nhiều người đang rẻ về đây. Rất nhiều người. Nếu chúng ta không có lập trường vững chắc. Còn nếu chúng ta lập trường vững chắc rồi, học hiểu tôn chỉ giáo lý rồi, cái đường này không có tiền thiệt, nhưng mà tới đây rồi là vàng bạc cũng không đổi nữa. Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy ngày là ngày ban thưởng công phu, phải không? Như vậy thì chúng ta quyết dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. Vì vậy cho nên nếu chúng ta không học hiểu rành rẽ tôn chỉ giáo lý, chúng ta sẽ ngõ ngách liền. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nhấn lại một lần nữa là ban trị sự giáo hội Phật giáo Mẫu xã An Bình A mở cái lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản là đang thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy: phận môn đệ phải lo dung quén. Vừa mình dung quén mà vừa lo cho tín đồ đại tại địa phương mình phải hiểu đúng tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy. Tuy rằng đồng đạo chúng ta bỏ 15 ngày học tập thôi, nhưng mà giá trị rất là lớn. Bạc vàng, bạc ngàn, bạc vàng còn không đổ luôn nữa, phải không? Chỉ thì nó là chìa khóa mở rộng cửa tâm chân lý, là sức mạnh vạn năng cho tín ngưỡng chân chánh. Chúng ta hiểu đúng rồi, chúng ta có một sức mạnh thì không có cái gì làm lung lay chí nguyện cho mình. Dù cho ai phá rối tin, ta cũng cứ đường tới. Tóm lại, chúng ta có thể quả quyết rằng sự học giáo lý là một điều lợi lạc lớn. Đức Thầy cho biết: khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Vậy thì câu hỏi người ta đặt ra đó là nêu lợi ích của sự học giáo lý thì đồng đạo làm được không? Qua ý đầu tiên, được không? Được, xem ru vậy. Đó là bài học đầu tiên chúng ta chặt chẽ học cho nó kỹ lưỡng rồi chúng ta làm bài. Chúng ta chuyển qua ý thứ hai, tu là gì? Tu là gì đạo? Tu là sửa, phải không? Có sửa là có tu, mà chưa sửa là chưa tu. Ví dụ như bây giờ đó, ta chửi mình chửi lại, mình tu chưa? Chưa. Bây giờ ta chửi mình, Nam Mô A Di Đà Phật, đi luôn, tha thứ luôn, tu chưa? Tu rồi, phải không? Vậy thì tu là sửa, có sửa là có tu, mà chưa sửa là chưa tu. Đang ngồi niệm Phật gì, cháu nội nó lại nó quậy, làm cái gì, đi chỗ khác, tu chưa? Chưa. Bây giờ mình đang ngồi niệm Phật, cháu nội nó lợi nó làm kệ, miễn làm sao nhiếp tâm, tu chưa? Tu rồi. Như vậy thì chúng ta khẳng định rằng tu là sửa, sửa tư tưởng, sửa ngôn ngữ, sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra thông, sửa dạy thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn, phải không? Mà nếu chưa sửa là chưa tu.
Ví dụ như căn nhà hư mà mình sửa lại gọi là tu gì? Tu gì? Tu bổ. Không, nhìn tài liệu nha, này tài liệu đó. Rồi con đường hư, cây cầu hư mình sửa lại gọi là tu gì? Tu kiều bồi lộ. Đúng rồi, rất hay. Bây giờ con người, chúng đồng đạo cũng lưu ý nha, những cái gì còn in vô đây đó nó liên quan đến câu hỏi của chúng ta buổi chiều nay, do đó thì chúng ta nên cần chú ý. Con người tu là sửa gì? Rất hay. Con người tu là sửa tư tưởng, ngôn ngữ, hành động, từ xấu ra tốt hay là từ tốt ra xấu? Từ xấu ra tốt. Từ xấu xa, thấp hèn chỉ được trở nên thiện lương và tốt đẹp. Bây giờ về tư tưởng ngôn ngữ, tư tưởng thì gọi là ý, gồm có tham, sân, si. Ngôn ngữ gồm có ỷ ngôn, lưỡng thiệt ỷ ngôn, mắt khẩu dòng ngữ. Rồi hành động gồm có của thân là sắc, sanh, đạo, tật, tài, danh. Có nghĩa là chúng ta, con người tu là phải sửa ba cái vấn đề chính này, phải không? Ví dụ như giờ cái tư tưởng ngồi ở đây, ngồi ở đây mà hồi nãy đi học á, ở nhà ai đó muốn ghi hấn với mình, ghi sự rồi tao đi học về rồi biết thân, phải không? Đi học về đây rồi biết thân, ngồi ở đây mà nó suy nghĩ cái chuyện ở nhà vậy, đúng không? Thì bây giờ làm sao sửa nó? Phải sửa liền chứ không để, phải không? Sửa có nghĩa là thôi bỏ qua, bỏ qua đi, chứ đừng có nhớ cái chuyện đó, nó làm cho cái tâm mình bất an. Cho nên nó thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Nó vừa khởi tư tưởng xấu là chúng ta đánh nó, trừ nó. Trừ cái tư tưởng xấu đó là giải thoát, thay vào cái tư tưởng ôn hòa đạo đức, cái đó là cái đạo đức của con người. Ví dụ người ta chửi mình không chửi lại, phải không? Thì là đánh đổ được cái tư tưởng xấu, đánh đổ được cái lời nói xấu. Nhưng mà thay vào đó cái tư tưởng ôn hòa đạo đức là nghĩ tốt về họ, tìm cái tốt của họ để mình khởi lên, thì đó là cái đạo đức. Mà đó được, nếu được cái gì thì cái bản ngã chúng ta sẽ bị xói mòn. Sở dĩ mà cái ngã chúng ta lớn cho nên chúng ta không có nhịn được, mà khi chúng ta diệt được cái bản ngã rồi thì chúng ta sẽ chuyển hóa được. Rồi ngôn ngữ là lời nói, ỷ ngôn, lưỡng thiệt ỷ ngôn, ác khẩu vọng ngữ. Có nghĩa là cái miệng chúng ta rất là dễ tạo rất là dễ tạo nghiệp. Mở miệng ra kêu trời, mở miệng ra thì nói tục, nói tiểu, nói dốc, nói láo, nói hơn, nói thua, nói ganh, nói tị, nói đoan, nói ghen, nói đủ thứ nói chân. Cho nên cái miệng mình phạm rất là nhiều cái tội. Nhất là thời đại công nghệ ngày nay đó, đồng đạo chúng ta dễ phạm cái tội vọng ngữ. Nếu ai có xài cái máy điện thoại, chắc chắn rằng phải có nói dốc. Đồng đạo có công nhận không? Không? Chắc chắn một điều. Vì vậy cho nên hôm nay học bài học này rồi, chúng ta phải làm sao giữ vững được, đừng để phạm vào cái khẩu nghiệp. Ví dụ như bây giờ đó, mình hẹn đồng đạo mình là 10 giờ này đi ra cầu nguyện ở Hồng Ngự, có mặt tại ban trị sự xã An Bình A. Thì bây giờ người ta đến đây rồi, đúng 10 giờ rồi, giấc này mình còn ở nhà, mình đang còn ở nhà đó, cái người ta điện thoại, người ta hỏi alo, giấc này đồng đạo ở đâu rồi, mà còn ở nhà, gần tới rồi, phải không đồng đạo? Đi cầu nguyện đó nha, chứ mình chưa nói đi chuyện làm ăn khác nữa. Vì vậy cho nên thầy mình biết sau này tín đồ phạm cái tội này nhiều lắm, cho nên thầy mới nói trước, khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết, nặng lắm quý đồng đạo ơi, nó dễ phạm dữ lắm. Nói dốc, nói láo, nói hơn, nói thua, nói đủ chuyện nói, cái gì nói cũng được hết. Chính vì vậy mà nó dễ phạm tội, ít mà tích thiểu thành đa. Vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta cẩn trọng cái miệng của mình.
thì chúng ta phải thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói thêm một chút nữa, chúng ta sử dụng cái miệng của mình đó, cái khẩu nghiệp của mình đó, là mình làm tổn phước nghiệp lớn lắm. Mình xài cái phước cách phung phí, một là xài phung phí, hai là đem cái phước của mình để mà thường cho người ta. Là tại sao mình nói dốc là mình đang sử dụng cái phước phung phí một cái mất một chút, nói hơn thua mất phước một chút, nói ganh tị mất phước một chút, nói ỷ thị mất phước một chút. Nhưng mà du oan giá họa cho người ta mà người ta nghe, người ta không giận mình, thì cái phước của mình phải bồi thường cho người ta. Đồng đạo thấy mình sử dụng cái phước phí không? Rất phung phí. Nhiều khi mình nhìn một cái người rất là giàu có, họ ăn chơi cờ bạc, hút sách, làm những cái chuyện là coi như là quan đàn trụy lạc, cái mình nói ông đó ông giàu chứ ông xài phung phí quá, ông sẽ nghèo. Nhưng mà đôi khi mình sử dụng cái phước mình hơn người đó nữa, hơn người đó nữa. Đồng đạo mình xét thử coi cái khẩu nghiệp của mình hàng ngày mình sử dụng cái phước phung phí dữ lắm. Bởi vì theo luật nhân quả đó, luật nhân quả rất công bằng. Mình nói dốc là mình sẽ tổn một cái phước, tổn cái phước. Mà nó du oan người ta thì mình cái phước phải bồi thường cho người ta. Chính vì vậy mà mình tu hoài không có tiến bộ làm gì. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy mình đó, tín đồ cùng các chư tăng từ rày sắp đến, nói năng chọn lời. Nói là phải chọn, mà chọn cái gì đấy? Chọn có nghĩa là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thốt ra đoan chánh hiện từ, miễn nói không nói thì thôi, mà nói lời đoan chánh nói hiện từ, mà đó gọi là tích thiện thường có phước dư. Còn nói lời ganh tị hơn thua dốc láo, đó là tích ác thì quả ương đeo đắm. Như vậy thì chúng ta sửa cái ngôn ngữ là phải nói cẩn thận lời nói của mình. Rồi cái hành động, Đức Thầy cho biết là người hung phải sửa cái thân, thấy không? Cái thân của mình nó tạo cái ba cái nghiệp ác lận. Như vậy thì bây giờ muốn cho cái thân này ít phạm đó, thì Đức Thầy dạy mình hàng ngày rảnh việc làm cái gì quý ông đạo? Trước nhất đó là rảnh việc thì phải coi kệ giảng. Lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, coi để hiểu, thấy không? Rồi hiểu biết rằng cái thân này đó là phải bia tạc vào lòng những điều Phật giáo, phải nhớ rằng cái thân này do tứ đại đất nước giới lửa hiệp thành. Đó, nó hiệp là nó phải tan. Vì vậy mình mới tránh các mối dục tình và tránh điều ly khổ cho nó nghe lên. Hiểu biết được như vậy rồi, hiểu biết cái thân này nó không thật rồi, thì mình mới đem cái thân này làm cái gì? Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Vậy thì mình sửa là tư tưởng, ngôn ngữ, hành động từ xấu xa, thấp hèn cho được trở nên thiện lương và tốt đẹp. Đức Thầy cho biết là chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao, phải sửa nghe Thầy dạy khuyên. Có nghĩa là chúng ta không được chần chờ nắng đá, sai là phải sửa liền, phải không? Tư tưởng vừa nghĩ sai là phải sửa liền. Mà nếu không sửa cái tư tưởng nó sẽ qua ngôn ngữ, mà nếu không sửa ngôn ngữ nó qua hành động. Nó giống như mình đang chạy chiếc xe trên đường, đang chạy em tới gì, tự nhiên cái bánh đầu nó quẹo bên. Bây giờ mình bẻ lại hay là mình để chạy luôn với mình đó? Bẻ lại phải không? Không bẻ thì nó xuống ruộng luôn. Thì cũng vậy, cái tư tưởng mình vừa nghĩ xấu, vừa nghĩ sai, vừa nghĩ không đúng mà mình không sửa lại thì nó sẽ qua lời nói. Rồi lời nói không sửa nữa nó qua hành động. Vì vậy cho nên chúng ta sửa ngay từ tư tưởng. Mà Đức Thầy cho biết là ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Rinh dễ không quý ông đạo? Rinh nó khó lắm. Một cái tật xấu ở trong tâm mình ha, muốn rinh nó là trần ai chứ không có đơn giản. Không có đơn giản được đâu. Mình tưởng đâu tu dễ chứ tu khó lắm à, phải không? Muốn trở thành bác sĩ còn phải trần ai là mấy chục năm. Muốn trở thành ông Phật thì đâu có đơn giản được. Vì vậy cho nên rinh một tật xấu đòi hỏi một cái công phu, một sự nỗ lực, một sự phấn đấu chúng ta mới thực hiện. Còn nếu không, khó khó mà vượt qua cái tật xấu, cái thói hư trong tâm của chúng ta. Đường đạo đức thì bước đi từ nấc, có nghĩa là chúng ta tu phải đi bước từng bước đi lên. Mà Đức Thầy cho biết là sát trần tục,
sát trần tục như cây cạnh khến, làm hiền hoài ác phải tiêu mòn, đẻo giấy bào riết nó cũng tròn đến chừng đó, trong giờ đất tốt. Cái cây đó nó nằm ở ngoài đồng chưa đốn, muốn làm cây cột nhà thì phải làm sao mấy chú? Mấy chú rành lắm à, đốn phải không? Đốn đem về rồi mới đo đúng thước tất, bào đục thì mới thành cây cột nhà, mới thành cây bàn, mới thành cái món đồ quý giá. Thì cũng vậy, con người của chúng ta, Đức Thầy cho biết đó, mỗi người có ba nghiệp chướng sau đây. Thân nghiệp sinh ra ba điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu nghiệp sinh ra bốn điều ác: lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, dòng ngữ. Ý nghiệp sinh ra ba điều ác: tham lam, sân nộ, mê si. 9-10 điều ác này nó làm cho mình luân hồi sanh tử từ kiếp này đến kiếp kia. Từ khi Đức Thầy có mặt, đang tu mà mình có mặt rồi, bây giờ Thầy đắc đạo rồi mình còn ngồi đây, có tin không quý vị? Phần sau chúng ta sẽ nói thêm. Thì cũng chính vì ba cái nghiệp ác này, như vậy thì cái cây muốn trở thành cột cây cột nhà, muốn trở thành một món đồ quý giá thì phải cưa bào đục xẻ. Con người chúng ta muốn thành Phật, thành Thánh, thành Tiên thì phải chui rèn trong cuộc đời này. Mà Đức Thầy chỉ biết là làm hiền, hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Làm hiền đó là đẻo với bào. Ví dụ như đồng đạo đang đi vô một cái, đi ngang qua một cái đám ớt, một cái đám trái dưa leo. Trái dưa leo nó non, hết sức là non, thèm luôn á ha. Ớt thì nó chín đỏ dễ à, nhìn qua nhìn lại không thấy ông chủ ở đâu hết trơn, mà giờ tính bẻ ăn trái về ăn cơm cho nó the the. Nhìn lại thì trái ớt cũng không có bao nhiêu ha, mình nghĩ vậy đó. Cho nên thò tay vừa tới trái ớt, cái bắt đầu giác ngộ lời giải thầy: Nam Mô A Di Đà Phật. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Rút cái tay vô cho mày thèm chết luôn, nhất định không bẻ chết. Mà không bẻ chết đó là hiền. Hiền đó em đã. Mấy bà mấy cô đang ngồi bán ở chợ, thấy không? Bữa nay làm chị bán hàng mà, đồ tốt bữa nay thì đồ mua nó hơi mắc một chút, cho nên đồ tốt đồ xấu mua hai cái pha trộn lại. Mua thì cân nó giác chổng vậy nè, tới chừng bán ra cho nó ngang ngang thôi. Thì sửa sẵn định đang làm như vậy, bắt đầu giác ngộ rồi dạy thầy: Nam Mô A Di Đà Phật. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lẫn lường tráo đấu. Bắt đầu không dám cân, không dám cân non, mà cân đúng đàng hoàng, đồ tốt ra đồ tốt, đồ xấu đồ tốt. Như vậy thì cân đúng đàng hoàng đó là hiền. Hiền phải không? Như quý ông này hồi trước giờ thì chưa có giác ngộ tu, ngày sáng cũng xị chịu xị ra, uống đừng cho nó khỏe khỏe mà ngon ngon gì đó, rồi giờ giác ngộ tu rồi bỏ rồi không uống nữa. Cái bạn cũ lâu lâu gặp lại, thôi bữa nay lâu quá gặp làm xị đi, ăn chay có đồ chay. Nam Mô A Di Đà Phật. Người tu phải lánh hơi men, bắt đầu mình xa liền, xa liền liền. Có nghĩa là chúng ta giác ngộ lời dạy Đức Thầy rồi, chúng ta sẽ xa lìa các cái thói hư tật xấu, đó là hiền. Hiền hiền hoài, muốn nói dốc không nói dốc là hiền, muốn nói hơn thua không nói hơn thua là hiền. Chúng ta chặn đứng tất cả những thói hư tật xấu, đó là hiền. Đây là phương pháp Đức Thầy dạy chúng ta tu để hoàn thiện con người chúng ta từng chút để trở thành Phật Thánh Tiên, phải không? Như vậy thì nãy giờ nói tu rất là nhiều rồi, bây giờ trở lại coi mình có tu chưa, xem lại coi mình có tu chưa, phải không? Mình nói tu quá nhiều rồi mà bây giờ lấy cái gì để chứng minh mình tu? Vì vậy cho nên phải có cái cảnh để soi rọi lại cái tâm của mình. Có một cái một gia đình này có hai chị em, chị thì thích vừa tu phước mà vừa lo công phu hành đạo, gọi là phước huệ song tu đó. Còn người em thì lo tu huệ, nghĩ là tu huệ mới giải thoát luân hồi sanh tử, còn tu phước không có giải thoát. Nhưng mà cái tu huệ của chị đó là chưa hiểu sâu sắc về giáo lý, cho nên nghĩ tu huệ là mình không còn nghĩ cái gì chân á, cả cái bản thân của mình nữa, về cuộc sống ở trong gia đình coi như rất là vụng về. Nhưng mà chị mặc trở về tâm, cái đó là hiểu sai giáo lý. Vì vậy cho nên á, người chị vừa tu vừa làm việc thiện giúp đời, cho nên rất là gọn ghẽ, từ ở nhà trước đến nhà sau đâu đó chặt chẽ gọn ngăn nắp lắm. Còn người em thì bà lo tu huệ không, cho nó bà bài
lỡ hơn trước thì bài mà lỡ thì sao cũng bài. Cho nên cái người chị bắt đầu thấy dọn mới gò dọn rồi thì cái người em thì cứ lợi bài rồi la rầy rầy riết cái người em, nói bà tu sao bà khó quá. Hai chị em biết rồi sống mà không có hòa được, cũng tu đó nhưng mà cái cách sống đó vì vậy cho nên không hòa được. Người chị mới nói lên gặp một đồng đạo mới trao đổi, bây giờ ở nhà khó tu quá, chắc tu hết nổi muốn đi ở kiếm một cái am, cái cốc, cái chòi gì đó nên sống cho nó yên thân chứ nhà đụng chạm hoài. Thì gặp một đồng đạo trí thức mới giải thích thế này, chính cái cảnh đó đó nó mới rèn luyện được cái sức nhẫn nhục chịu đựng, nó hóa giải được cái tâm mình. Bỏ cái cảnh đó không có khỏi giải thoát đâu, mà phải lấy cái cảnh đó đi điều chỉnh tâm mình, không thay vì cái cảnh đó làm cho mình bức rứt mà mình không bức rứt thì cái đó nó mới khẳng định giá trị tu. Từ đó về sau khi nghe được rồi về bắt đầu áp dụng. Hồi trước đó miễn vô trong bếp thấy đồ đạc tùm lum thì vừa dọn mà cái miệng lăm răm phiền não. Lối nhà trước đó, dơ thì cầm cái chỗ quét cũng lăm răm phiền não. Bây giờ ở trước dơ cầm cái chỗ quét mà lăm răm niệm Phật. Vô trong bếp gặp đồ tùm lum tới lê chân cũng lăm răm, vừa làm mà lăm răm niệm Phật, lòng thấy bình an. Như vậy thì không có phiền não nữa. Đâu qua mấy tháng trường cái người em mới thấy, ủa hồi đó bà làm ở chỗ nào bà cũng la chân á, mà sao bây giờ lúc này lòng bà thấy bình an quá, bà có cái pháp gì. Từ cái hành động đó chuyển hóa cái người em, bắt đầu làm việc nào gọn ghẽ đó, ở trước ngăn nắp, ở sau ngăn nắp, rồi từ đó hai chị em rất hạnh phúc, chuyển hóa được. Như vậy thì ở đây đó chúng ta mới thấy tu là mình chuyển cái tâm của mình, chớ không chuyển đổi hoàn cảnh, phải không? Cái hoàn cảnh nó giống y gan như vậy, nhưng mà chuyển cái tâm mình. Trước đây đó mình nghĩ trái ý, mình sinh ra bực bội, phiền não. Bây giờ mình nghĩ đó là cái pháp tu chuyển cái tâm mình. Khi chuyển tâm được rồi, mình chuyển hóa được người kia luôn, phải không đạo? Như vậy thì chính cái cảnh đó nó rèn luyện mình được cái sức nhẫn nhục chịu đựng. Chính cái cảnh đó nó hóa giải cái tâm tham sân si, và cũng cái cảnh đó nó thay đổi được hoàn cảnh của người đối diện. Vì vậy cho nên chúng ta tu đó, đồng đạo mình nhớ một điều là mình đừng có bắt buộc tất cả mọi người phải giống mình. Nếu mình tu mình kêu chồng giống mình, con giống mình, vợ phải nghe lời mình, đó là bản ngã. Mà bản ngã chỉ là khổ đau. Mà điều chỉnh tâm mình, hòa nhập để sống với mọi người thì thay đổi được hoàn cảnh. Cái đó là cái quan trọng. Như vậy thì chính cái cảnh đó mới khẳng định việc mình tu tiến hay tu lùi, phải không đạo? Tu mấy chục năm rồi mà phiền não còn nguyên là chúng ta tu chưa tiến. Tu càng lâu phiền não càng bớt, tội càng bớt, bức rứt càng bớt, phiền não càng bớt là chúng ta tu tiến. Tóm lại, tu là hoàn thiện nhân cách đạo đức của con người để chúng ta ứng dụng đối phó với cuộc đời cho nó hoàn thiện, từ đó hoàn chỉnh con người để tiến lên Phật thánh tiên. Đó là cái thứ nhì. Tu là gì, phải không? Đồng đạo nên nhớ đó nha. Định nghĩa xong rồi phải khẳng định là con người tu là sửa cái gì? Tại sao ta phải tu? Trước khi mình làm công việc gì đó thì mình cũng hiểu tại sao mình làm, phải không đạo? Ví dụ như giờ mình nghe ban trị sự gửi giấy chiêu sinh đi học giáo lý thì mình cũng phải hiểu là tại sao mình đi học giáo lý, học giáo lý được cái gì, đúng không? Phải có cái suy nghĩ đó. Hay là chúng ta làm ruộng, không, tại sao mình phải làm ruộng? Làm ruộng để có lúa, học giáo lý để hay biết mà tu. Vì vậy cho nên trước khi làm việc gì đó chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề, hỏi lại chính mình. Có hỏi lại chính mình thì mình mới dốc tâm dốc sức để mình thực hiện đúng cái công việc đó. Còn nếu không hỏi là chúng ta không thực hiện được. Đức Thầy cho biết là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Nhìn Phật giáo để tìm cái lý. Mà bây giờ chúng ta hiểu là cái lý của Phật giáo là gì? Cái lý của giáo lý học Phật tu nhân đó là đưa con người ra thoát khỏi luân hồi sanh tử. Và cái giáo lý dạy con người cái cách đi vượt thoát. Ví dụ như Đức Thầy cho biết là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Muốn ra khỏi cái cảnh đồ lao này đó là chúng ta phải bố thí, phải trì chay, phải giữ giới. Đó là cái pháp tu để chúng ta vượt thoát ra, phải không?
Về nguyên nhân phát tâm tu rất đa dạng và rất phong phú. Rất đa dạng và rất phong phú. Có nhiều khi cái việc phát tâm tu đó, nó không phải vì giác ngộ, mà vì lòng tham, vì tình yêu, hay là vì một cái gì đó. Rồi sau khi phát tâm rồi đó, rồi chúng ta học cái giáo lý rồi chỉnh được con đường tu. Như vào thời xưa có một vị thấy trong chùa có cái chảo vàng, ăn trộm diện trộm này nè, thấy trong chùa có cái chảo vàng, thì ông muốn vô đội cái chảo vàng này mà không biết phải làm sao. Mình là người thế tục thì làm sao vô chùa được. Vì vậy cho nên ông mới lập ra cái kế là giả xuất gia. Giả xuất gia vô đó rồi có cái cơ hội đổi cái chảo vàng, chứ không có tu hành gì chứ. Nhưng mà sau khi mà thực hiện cái ý đồ đó rồi thì ông vô xin vị trụ trì xuất gia. Vị trụ trì làm cái lễ thế pháp xong rồi thuyết cho ông nghe một cái thời nhân quả. Nghe cái thời nhân quả đó ông hoảng sợ. Bởi vì á, kinh nhân quả ba đời Đức Phật nói làm thân trâu ngựa do nhân gì? Kiếp trước thiếu nợ người không trả, thiếu nợ người ta không trả phải làm thân trâu ngựa mà trả. Vậy thì hôm nay mình ăn trộm từ ngày này qua ngày kia, như vậy thì không biết làm biết bao nhiêu thân trâu bò. Sợ quá giác ngộ tu, phát tâm tinh tấn tu hành, không bao lâu là chứng đạo luôn. Khi chứng đạo rồi ông mới suy nghĩ chính cái chảo vàng là động cơ mà hôm nay ông đắc đạo. Ông mới đi quanh ba vòng để tạ ơn cái chảo, nhờ cái chảo mà hôm nay ông đắc đạo. Như vậy thì việc đầu tiên của vị này là vì lòng tham, không? Vì lòng tham. Nhưng mà sau khi đã vào rồi, hiểu được cái giáo lý nhân quả, sợ rồi tinh tấn hành đạo cho đến ngày nay, cho đến ngày đắc đạo. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phát tâm rất là nhiều lý do, không? Nhiều lý do lắm. Có gì khi đôi khi đó là chúng ta vì một cái gì đó chứ không phải là chỉ giác ngộ. Tôi nói bản thân tôi ngày xưa đi, khi thấy bà mẹ phát ăn chay rồi phát tâm ăn chay chứ không có giác ngộ chứ. Nhưng mà sau đó rồi coi tôn trị giáo lý rồi chỉnh con đường tu cho đến ngày hôm nay. Trở lại giáo lý thầy, chúng ta có thể tóm lại làm mấy nguyên nhân của đường đạo. Do duyên lành gặp được Phật Pháp, đó là nguyên nhân thứ nhất. Có nghĩa là mình đã có gieo duyên với Đức Thầy. Trong tiền kiếp mình thọ ơn, mình giúp chi cho Đức Thầy trong lúc Đức Thầy đang tu. Phải có cái duyên đó. Vì vậy cho nên trong bài sứ mạng Thầy cho biết vì thể lòng từ bi cùng thù náp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nâng cậy tu hành. Có nghĩa là nhiều kiếp ta đã thọ ơn giúp chi cho Thầy. Hôm nay Thầy đắc đạo rồi mà ta còn ngồi đây nè. Vì mình tu tiến hay tu lùi cũng được. Tu tiến dữ lắm mà tiếng ve là sao? Mình chạy mà chạy ve, ta chạy tới mình chạy ve. Nhưng mà cái mai thay đó, hôm nay mình xin vào thời Đức Thầy, Đức Thầy lâm phàm. Có người trực tiếp gặp được Đức Thầy. Ở đây không biết đồng đạo có ai gặp không, phải không? Đa số chúng ta là gặp cái giáo lý phát tâm tu, chứng tỏ rằng là duyên lành rõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên của Phật. Như vậy thì tất cả đồng đạo đang ngồi có mặt tại đây là chúng ta đã có duyên sâu với Đức Thầy trong nhiều kiếp rồi. Và bây giờ không tu là tại mình, phải không đạo? Không tu là tại mình. Vậy thì đã giờ đã có duyên rồi, giờ tinh tấn ha, tu lùi nữa, tu lai gai. Phải quyết tâm tinh tấn, phải không? Chần chờ thì lỡ dịp, ắt chơi vơi. Nếu mà chần chờ là chúng ta trễ cái con đò. Vì vậy cho nên chúng ta phải tinh tấn. Còn mà không duyên rồi, dầu gần gũi gặp Đức Thầy cũng không có tâm tu, phải không? Vô duyên khó biết lời Thầy nói xa. Đó là cái duyên thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là tinh sâu nhân quả. Nhân là nguyên nhân, là hạt giống. Quả là kết quả, là bông trái. Nhân quả là nguyên nhân của mọi sự việc cho đến kết thành quả của nó. Ví dụ mình đem hạt giống gieo xuống đất, nó nảy mầm ra cây, ra hoa, ra quả, thì nó là một tiến trình từ nhân kết thành quả. Mà Đức Thầy cho biết là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Có nghĩa là chúng ta đem hạt ớt gieo nó lên cây gì quý ông đạo? Cây ớt ra trái ớt. Đem cây cà gieo lên cây cà ra. Đem hạt cà gieo lên cây cà ra quả cà. Gieo giống nào ra quả đó à? Trong kinh Minh Thánh có câu là chủng hoa hoàng đất hoa, chủng hoa đậu hoàng đất đậu.
trồng dưa thì được dưa, tỉa đậu thì được đậu à. Nhưng mà trong cuộc sống này có nhiều việc là trớ trêu. Có người làm lành, ăn ngay ở thật mà gặp điều không may. Còn có người luôn làm ác mà gặp điều may mắn. Có không quý ông đạo? Có không? Nhưng mà ở đây nó không phải là chuyên đề nhân quả, cho nên chúng tôi không phân tích sâu, mà chúng tôi chỉ giới thiệu về nhân quả. Vậy thì chúng ta hiểu gieo nhân nào ra quả nấy để làm gì quý ông đạo? Để trong cuộc đời này chúng ta biết cách làm cho cuộc sống mình bớt khổ, thêm vui và chấm dứt khổ đau, đồng thời xây dựng tương lai theo ý muốn của chính mình. Cái quan trọng là cái chỗ biết cách làm giảm bớt quả khổ, làm tăng quả vui và xây dựng tương lai theo ý muốn của chính mình. Ví dụ cái lớp học của chúng ta đây, tất cả đồng đạo đang có mặt tại đây là đang có cái quả khác nhau. Có người giàu, có người không giàu. Có người đẹp, có người không đẹp. Có người mạnh khỏe, có người không mạnh khỏe. Có người thông minh, có người không thông minh. Như vậy thì đây là cái quả khác nhau. Cái chúng ta đang có đây là quả. Nhưng tất cả đồng đạo gieo một cái nhân tốt thì làm cho cuộc sống bớt khổ thêm vui. Ví dụ giàu là quả tốt. Nghe lời Đức Thầy dạy, cần kiệm sốt sắng là làm ăn là nhân tốt. Vừa giàu mà vừa cần kiệm nó làm ăn giàu thêm. Giàu quá làm gì? Bắt đầu đem tiền giúp đỡ người nghèo, giúp ban trị sự, hoạt động giáo hội. Phải không? Chúng ta làm việc thiện hoài thì xả thân làm phước, diêm phù vượt qua. Cái phước nó nhân lên, vừa giàu có, vừa thông minh, được mọi người thương mến. Rồi bây giờ giàu là quả tốt, ăn chơi cờ bạc là nhân xấu, thì nó làm sao? Làm cho mình nghèo lợi, rồi mọi người xa lánh, cuộc sống trở nên thấp hèn. Thấy không? Nhân tốt làm cho cuộc sống thêm vui bớt khổ, nhân xấu làm cho cuộc sống bớt vui tăng khổ. Bây giờ nghèo là quả tốt, quả xấu. Nghèo phải không? Là quả xấu rồi. Nghe lời Đức Thầy dạy, cần kiệm sốt sắng là làm ăn là nhân tốt, làm cho mình khá lên. Bởi vì nghèo mà nghe lời Đức Thầy dạy cần kiệm sốt sắng là làm ăn thì nó xóa cái nghèo liền. Không tin đồng đạo thử làm xem, phải không? Rồi vừa cần kiệm lo làm ăn, lo tu hiền chân chất, mọi người thương yêu giúp đỡ, cuộc sống bớt khổ tăng vui. Nghèo là quả xấu, ăn chơi cờ bạc hút sách là nhân xấu, thì nó làm cho cuộc sống mình khổ chồng chất lên. Như vậy thì chúng ta hiểu biết được cái nhân quả rồi, thì chúng ta gieo nhân tốt thì làm cho cuộc sống bớt khổ thêm vui và xây dựng tương lai thì muốn chính mình. Muốn cuộc sống mình ngày mai như thế nào là chúng ta quyết định cái nhân trong hiện tại. Chúng tôi minh họa ba cái hình này để đồng đạo thấy được cái tâm của mình. Đây là một cái hình hoàn toàn màu trắng tươi, phải không? Sáng mở mắt ra, cự lộn người ta, tô lên bức tranh là mực màu đen. Chê người khác, tô lên bức tranh là mực màu đen. Hung hăng, bạo ác, tham lam, trộm cắp, nói tục, nói tiểu, nói dốc, nói láo. Suốt một ngày này, mình sống một tâm hồn đen tối mà tô lên bức tranh hoàn toàn màu đen, thì cuộc đời ngày mai sao không đâu? Đen thù lùi. Không? Bởi vì cái tư tưởng mình hoàn toàn là tư tưởng xấu. Bây giờ cái bức tranh này sáng công phu niệm Phật thanh tịnh, tô lên bức tranh màu hồng. Không? Rồi thấy con đường hư, giác cái len đi đắp, tô lên bức tranh màu hồng. Người ta chửi mình từ bi hỷ xả, sống đời sống đạo đức, rồi nói năng lễ độ. Suốt một ngày này mình sống với một tâm hồn trong trắng, mình tô lên bức tranh hoàn toàn màu hồng, thì cuộc đời ngày hôm sau sáng lạng. Phải không? Bây giờ chúng ta đang ở bức tranh này. Sáng công phu niệm Phật, lòng thanh tịnh, tô lên bức tranh màu hồng. Giá cái len ra đắp cái con đường cho người ta đi, người ta đã ăn cơm nhà làm chuyện tào lao, máu anh hùng nó nổi sôi lên, tô lên bức tranh màu đen. Mới màu hồng bây giờ tới màu đen. Một hơi người ta chửi mình A Di Đà Phật từ bi hỷ xả, màu hồng. Mà một hơi ta nói chịch mình cái bạch nổ nóng lên. Thì trong cái bức tranh này, một ngày đó có lúc mình từ bi hỷ xả mà có lúc mình sân si phiền não. Cho nên
trong cuộc đời của mình có lúc vui mà cũng có lúc khổ. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu được cái nhân quả rồi thì chúng ta sẽ biết chất lọc ra, phải không? Nếu là thiện thì chúng ta gán giữ, nếu là ác thì chúng ta phải loại trừ ra, để chúng ta làm sao cho cái bức tranh tâm hồn của mình hoàn toàn là trong trắng, thì chắc chắn rằng cuộc đời ngày mai sáng lạc. Cho mình nói mình tu mà, dù tu hay không tu gì, nó nhìn vào cái bức tranh tâm hồn của mình biết liền, biết cái tâm mình là như thế nào. Mình biết mình chứ người khác không biết, đúng không đó, thấy không? Mình biết mình. Cho nên có thể cho biết là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Cứ làm, cứ thực hiện cái lời dạy của Đức Thầy, làm hoài cái tâm thiện rồi thì chắc chắn được hạnh phúc an vui. Cái nguyên nhân thứ ba là gì? Vì sự khổ xác thân. Cái thân mình có khổ không em đạo? Khổ không? Khổ không? Bên đây có khổ không? Hồi sáng giờ đâu có thấy ai khổ đâu. Không có thấy ai khóc. Mà có khóc nó có khổ, phải không? Tự hồi sáng giờ không thấy người nào khóc hết trơn. Sau khi làm lễ khai giảng, người nào cũng vui tươi, cười, ban tổ chức đãi ăn vui vẻ, hiện giờ cũng vui à. Không có gì khổ. Nếu nhìn ngang thì không có gì khổ hết. Nhưng với cặp mắt trí tuệ, chúng ta nhìn sâu vào cuộc sống này thì thấy rõ rằng là cái thân này do đất, nước, gió, lửa cộng với tinh cha, quyết mẹ và cái nghiệp mà hình thành. Như vậy thì đã có sinh thì phải có diệt. Đó là quy luật, quy luật. Vì vậy cho nên cái thân này đã có sự cấu tạo thì đương nhiên phải có ngày tan rã. Một hôm Đức Phật thuyết về cái lý vô thường. Ông trưởng giả này, khi mà ông nghe như vậy rồi đó, ông mới bịt hai cái lỗ tai chỉ về. Ông chỉ về nhà, ông mới kêu vợ ông: bà ơi, bà có phải là vợ của tôi không? Bà nói tôi là vợ của ông, chứ ông nói gì kỳ không? Ông xây qua mấy đứa con, ông nói: con ơi, con có phải là con của ba không? Con của ba chứ ba nói gì ba? Nhà cửa ruộng vườn có phải là của ba không? Thì của ba chứ ai. Vậy mà ông cù đàm, ông nói vợ con cũng không thật, nhà cửa tiền của cũng không thật. Thì thưa quý ông đạo, thời gian không có lâu, ông mới lâm một cái cơn bệnh. Mà bệnh thời xưa đó thì quanh tim mà người ta đâu có biết, ngồi thở thôi mà, ông thở không có kịp. Lúc bấy giờ là cái hơi thở ông phải nói là nó mệt dữ dội lắm. Ông ở đây, ông kêu bà vợ ông á: bà ơi, bà đứng thở tiếp giùm tôi coi. Bà ở đây: ông ơi, vợ chồng thương nhau dữ lắm mà bây giờ ông kêu làm cái gì làm, chứ còn thở tiếp làm sao thở tiếp không được. Ông mới sang qua đứa con: con ơi, con thở tiếp ba coi. Thằng con nó nói: ba ơi, bây giờ đó ba kêu con giác hay là làm cái gì nắng con làm cũng được hết, mà kêu thở tiếp ba con thở không được. Ông sang qua đất rường nhà cửa: thở tiếp ta coi. Cuối cùng bất lực. Ông mới nói vậy là ông cồ đàm nói rất đúng. Như vậy thì chúng ta biết thân này là vô thường, tiền của này là không thật, phải không? Nhưng chúng ta không được quyền hủy hoại nó, mà cũng không được quá quý trọng nó, mà phải biết vận dụng nó đúng mức. Ví dụ như bây giờ mình đang ở trong một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà mình bây giờ đó là trên nóc thì dột, cây cột siêu rồi. Ông chủ nhà này ông mới lập chí, sau khi cái nhà này sập đó là phải cất cái nhà 3 tầng. Phải lập chí rõ ràng gì không quý ông đạo? Vì vậy cho nên lợi dụng cái nhà này hư đâu sửa đó. Nóc nó dột thì lợp, cây siêu thì thay. Nhưng mà lợi dụng cái nhà này không được quý trọng nó mà không được bỏ nó. Đi làm thuê, làm mướn, làm ra bao nhiêu tiền, mua sắt, mua đá, mua xi măng, mua cát tích lũy đó. Đến một lúc nào đó đủ điều kiện rồi, cất lên cái nhà 3 tầng. Vừa cất xong cái nhà 3 tầng rồi thì cái nhà này siêu dẹo, bỏ cái nhà này qua cái nhà 3 tầng ở. Thì cũng vậy, Đức Phật nói thân này là vô thường, tiền của này là không thật, nhưng chúng ta không được quyền quý trọng nó một cách quá đáng, cũng không được quyền hủy hoại nó, mà phải biết vận dụng nó đúng mức. Vận dụng là quý vị đó,
Ví dụ như đồng đạo đến đây học giáo lý có phải nhờ thân này không? Nhờ cái thân này đồng đạo mới đến đây học giáo lý. Nhờ cái thân này đồng đạo mới cúng lại sớm chiều. Nhờ cái thân này đồng đạo mới đi làm việc từ thiện giúp đời. Nhờ cái thân này đồng đạo mới sống một đời sống đạo đức có ý nghĩa cho cuộc sống này. Thì chính lúc đó chúng ta đang làm thành chất liệu xây dựng cõi cực lạc bên Tây phương kia. Mà ngày nào chúng ta cũng ăn chay niệm Phật, làm thiện tránh ác, sống một đời sống đạo đức hy sinh, chính lúc đó chúng ta đang làm hoàn thành chất liệu xây dựng cõi cực lạc bên Tây phương kia. Đến một lúc nào đó công đức viên mãn, Đức Thầy cho biết mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cũng giống như anh nhà nghèo kia, khi mà xây dựng cái nhà rồi thì bỏ cái nhà cũ bước sang ra cái nhà mới. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, phải vận dụng cái thân này đúng mức, phải không? Phải đúng mức mới được à nghe. Không có được cho nó lơ là, không có được cho nó ngồi xem những cái mà không cần thiết, mà phải cho nó học giáo lý, phải cho nó làm việc từ thiện giúp đời, phải cho nó công phu niệm Phật, phải tận dụng từng chút thời gian để chúng ta công phu. Thì chính lúc đó chúng ta đang làm thành chất liệu xây dựng cõi cực lạc cho ngày mai. Còn ngược lại, chúng ta không hiểu như vậy, chúng ta thỏa mãn cho cái thân này, ăn sang mặc đẹp, dung dưỡng làm việc tội ác cho cái thân này, thì cũng chính lúc đó chúng ta đang làm thành chất liệu xây dựng cõi nào quý ông đạo? Cõi dưới. Cái cõi dưới ở kia đó. Bởi vì ngày nào mình sống trong cái tâm hồn đau khổ, trong hồn tội ác, thì Đức Thầy cho biết rằng đến một lúc nào đó phước hết, thì Đức Thầy cho biết là nếu mãi mê mang mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Thì đó là cái thứ ba. Đức Thầy cho biết là khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ, bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngày tầm đạo. Thứ tư là vì sự hiếu thuận mà chúng ta phát tâm tu. Đức Thầy cho biết đó, ta sinh ra ở đời được có hình hài, được hoạt động từ thở bé cho đến trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Cái công ơn của cha mẹ lớn như trời cao biển cả, mà ca dao diễn tả rằng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Như vậy thì cái công cha lớn như là cái núi Thái Sơn, tình mẹ bao la như nước trong nguồn nó cuồn cuộn chảy ra, dầu con có nghịch tử thì cha mẹ cũng không bỏ được, phải không mấy bà mẹ? Vì vậy cho nên người con mà bất hiếu đó, Đức Phật nói rằng người con bất hiếu sau khi chết đọa vào địa ngục vô gián A Tỳ, ngược lại là có hiếu thì phước đức vô lượng. Vậy thì hôm nay vì sự hiếu thuận mà chúng ta phát tâm tu, cho nên người con phải nuôi mà phải ôn dưỡng tinh thần cho cha mẹ vui, rồi khuyên cha mẹ tu, như vậy chúng ta mới làm tròn đạo hiếu. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân hiếu già. Dưỡng là ôn dưỡng tinh thần, nuôi là đầy đủ vật chất, nghĩa là sáng thăm tấu giếm, làm cho cha mẹ vui, đó là hiếu. Không phải giàu mới nuôi được, phải không? Hoàn cảnh nào chúng ta áp dụng hoàn cảnh đó, mà làm sao cho cha mẹ vui, đó là hiếu. Và khéo vận dụng trong cuộc sống, đừng làm tổn thương đến cha mẹ, làm tổn thương cha mẹ là bất hiếu. Có một đồng đạo này khoảng 50 tuổi, ông còn một ông cha già trên 80 tuổi. Thì ông muốn làm sao cuộc đời còn lại của cha tận hưởng những ngày còn lại của tuổi già. Cho nên ông sáng kiến ra một cái cách, làm việc gì cũng xin ý cha hết. Bất cứ làm cái gì xin ý thôi, chứ còn làm thế mình bị ông lạc hậu lắm. Ví dụ như đội lúa giống, thưa cha con muốn đội lúa giống cha thấy sao? Muốn làm chuyện đó, thưa cha con làm chuyện đó cha thấy sao? Hỏi vậy thôi, nhưng mà làm theo ý mình. Vì vậy cho nên ông cha rất là vui trong những ngày còn lại của tuổi già. Còn nếu chúng ta thiếu cái đầu,
thiếu trái tim. Đôi khi chúng ta làm tổn thương cha mẹ chúng ta không hay. Ví dụ như hai ba anh em đang ngồi bàn công chuyện gì đó, cái ông cha bà mẹ đi ngang qua hỏi tụi bay làm gì ở bay cho tao biết coi. Ôi, ông bà biết chi xía vô cho mất công. Một câu nói đơn giản làm tổn thương đến ông cha. Bởi vì sao? Bởi vì ông sẽ nghĩ ngay rằng là ông đã hết còn giá trị, con sẽ xem thường. Vì vậy mà đôi khi người xưa nếm phải giọt đắng của tuổi già nên thốt lên câu đa thọ đa nhục, tuổi già làm cái nhục. Vì vậy cho nên người con muốn làm tròn đạo hiếu là phải sáng tạo bằng trí tuệ, bằng trái tim. Thì như vậy chúng ta mới vận dụng đúng mức làm cho cha vui, tận hưởng ngày còn lại của tuổi già rồi lo tu. Và chúng ta muốn làm tròn đạo hiếu đó, chúng ta phải tu, ráng tu, ráng tu đắc đạo, cứu củ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh thiên. Tóm lại, thấy không? Tại sao chúng ta tu gồm có bốn cái nguyên nhân đó. Đây là cái vấn đề đề trọng tâm. Vì sao chúng ta tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo? Bởi vì nhiều khi khi đến tu Phật giáo Hòa Hảo, đôi khi chúng ta không học không hiểu. Cái lớp ở Kiến Thành đó, cái em bé em này khoảng 18 tuổi. Sau khi em về, em học xong rồi đó, em về nói em hỏi ba em: "Ba ba, tại sao ba tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo ba?" Cái ông ba nó trả lời: "Ông nội mày tu, tao tu theo thì sao vậy?" Biết đồng đạo biết nó nói sao không? Lỡ ông nội ngày xưa tu theo tà đạo rồi ta, cha nghĩ sao cha? Nghĩ sao ông đạo? Câu hỏi rất là ấn tượng không? Vì vậy cho nên ông nói tao cho mày học cái phá này phải nói là không uổng công. Bởi vì đó không có nghĩa là người trước đi sau rồi chúng ta theo vậy, mà phải dùng trí tuệ của mình, phải suy xét việc đó đúng hay sai, phải không đạo? Cho nên Đức Thầy nói là phải lấy trí thông minh nhận xét lời nói đạo lý của thầy mình, đừng lấy đức tin mà thọ lãnh trong khi mình chưa hiểu đồng tình. Vì vậy cho nên chúng ta tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta phải hiểu tại sao mình tu. Tại sao chúng ta dám khẳng định rằng thầy mình là Phật? Ngày tuần sau chúng ta sẽ nghe về thân thế, sự nghiệp, cứu đời thì chúng ta sẽ nhận định rõ hơn. Ở đây thì chúng ta giới thiệu một vài nét thôi. Bởi vì Đức Thầy chúng ta khai sáng đạo, lúc Đức Thầy khai sáng đạo thì Ngài mới có hơn 19 tuổi. Với một cái tuổi rất là trẻ, Ngài chưa từng học Phật Pháp, Ngài có một kiến thức Phật Pháp uyên bác. Ngài chưa từng học ngành y mà chữa nhiều bệnh hiểm nghèo. Cái đó là trí tuệ của Ngài siêu phàm, siêu phàm. Như vậy thì khi mà Đức Thầy khai sáng đạo, trong cái bối cảnh đất nước Việt Nam bị thực dân cai trị, họ cắt cái đất nước chúng ta ra làm ba: Bắc Trung Nam. Bắc là thống xứ cai trị, Trung là khâm xứ cai trị, miền Nam là thống đốc cai trị. Mà người miền Bắc muốn vào miền Nam lúc bây giờ là phải có giấy thông hành, cũng như giấy xuất nhập cảnh bây giờ. Khi mà họ cắt cái đất nước chúng ta chia làm ba để họ dễ bề thống trị, cái giới cái tuổi 20 của Đức Thầy lúc bây giờ, Ngài không chấp nhận. Ngài nói rằng đất nước Việt Nam từ Bắc vào Nam một dải sang hà, mà ông cha ta đã mấy ngàn, 4.000 năm dân hiến, đã đổ biết bao nhiêu xương trắng máu đào mới gây dựng thành gian sang hùng vĩ. Trong bài gọi đoàn này cho biết: "Hãy tỉnh giấc khởi muôn ngàn tráng sĩ, nhìn thời xưa hùng vĩ nước nhà ta, Bắc Nam một dải sang hà, mồ hôi giọt máu ông cha tì bồ." Và Ngài kêu gọi người phụ nữ Việt Nam phải quan niệm rằng dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một. Chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là gương cột giống nòi, dở sử sanh Nam Việt mà coi, gương trưng triệu còn roi muôn thở, chẳng sẽ lẽ xưa hay mà nay dở, khiếp nhược là cái cớ dông da, chỉ anh hùng của phách khách quần hoa đâu kém bậc. Tu mi nam tử, sách thánh hiền, truyền gói mấy chữ, thất
phu còn trách nhiệm với non sông. Cả tiếng kêu bạn gái má hồng đem son phấn điểm tô cho tổ quốc. Như vậy thì với cái trí tuệ siêu phàm của Đức Thầy, với cái tuổi 20, trước sự cường quyền của thực dân Pháp, Ngài không hề khiếp sợ mà Ngài mạnh dạn nói rằng dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một từ Bắc vào Nam. Đó là cái nhìn thứ nhất. Cái thứ hai, khi Đức Thầy viết quyển Sấm Giảng Thế Gian toàn bộ, hôm nay là 80 năm, những lời Đức Thầy nói trong Sấm Giảng Thế Gian giáo lý không lạc hậu mà đồng hành phát triển cùng dân tộc. Ngày xưa Đức Thầy viết, phải không, vào thời đất nước chưa phát triển gì bao nhiêu, nhưng ngày nay xã hội phát triển với một nền kỹ nghệ cao, nhưng giáo lý Phật giáo họ không lạc hậu mà đồng hành phát triển cùng dân tộc. 100 năm sau đất nước Việt Nam phát triển cùng tột đi nữa thì giáo lý Phật giáo họ vẫn bao nhiêu lời mà không lạc hậu, đồng hành phát triển cùng dân tộc. Đó là Phật. Ông Phật ông viết không lạc hậu với ông đồng. Và một điều nữa đó là khi Đức Thầy khai sáng đạo, không, các nhân nho, các nhà trí thức đều xem thường. À, khi mà Đức Thầy khai sáng đạo thì Ngài học chưa hết bậc tiểu học, tuổi đời còn nhỏ, cho nên nhiều giới trong xã hội khi nghe người ta đồn là Phật sống, họ không tin, họ đến chất vấn, họ đến thử nghiệm. Nhưng mà khi người nào đến diện kiến rồi thì người đó trở thành tín đồ. Đặc biệt cái điều đó, ông Nguyễn Kỳ Trân là người, ông là mù mắt nhưng mà ông là nhà đại nho. Khi nghe người ta về ta đồn nói ở trên Hòa Hảo có ông Phật sống, ông tin. Bây giờ ông biết rằng thầy mới học lớp 5 à, cho nên ông làm một cái bài thi cực kỳ khó khăn, là ông nói với cái đoàn đi của ông đó là hôm nay kỳ này ông lên ông thắng ông Tư Hòa Hảo, nếu ông không thắng đó hen, ông đi bộ về, ông mù chèo xiềng cho ông lên. Khi lên tới Hòa Hảo thì không gặp Đức Thầy, thầy đang ở Mỹ Hoa Đông. Ông nóng lòng kêu đưa ông qua Mỹ Hoa Đông thì lên vừa gặp thầy, vừa gặp thầy thôi thì thầy đã trả lời hết cái bài thơ ông còn trong túi. Sau đó rồi ông quy y luôn. Rồi mấy cái người đi theo hỏi ông chính rồi sao, ông nói ông đi bộ về sao. Tôi quy y rồi bà con, thấy sao, tôi mù mà thôi không cảm đi. Như vậy thì chúng ta thấy khi chưa đến thì họ có cái ý hạ Đức Thầy, nhưng khi đến rồi họ trở thành tín đồ. Có một lần Đức Thầy trả lời cho một cái bậc tân học, ông này cũng nói Đức Thầy đó, thương tư, tại sao ông biết cái tư tưởng người ta mới có khởi lên mà ông đã biết rồi, ông chứng minh bằng khoa học cho tôi. Cái này khó không em đạo? Rất là khó hơn. Nhưng Đức Thầy trả lời rất là dễ. Đức Thầy nói đó, tôi có cái máy thâu thanh nhị và mạnh hơn cái máy thâu thanh của mọi người. Cái tư tưởng ông vừa khởi lên tạo thành làn sóng, cái tư máy thâu thanh tôi mạnh tiếp nhận được làn sóng đó, có người nói là lục thông, đó là giác quan thứ sáu. Khi nghe nói đến đây rồi bậc tân học phải khâm phục Đức Thầy, trở thành tín. Như vậy thì với cái trí tuệ siêu phàm của Ngài, trước những cái thách thức của cuộc đời đều phải là làm cho người ta thán phục. Thán phục, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, mấy cái này đồng đạo ghi nha, nó có liên quan đến cái câu thi đó. Cái thứ hai là ngôn từ đạo lý chân chánh. Như vậy thì khi Đức Thầy khai sáng đạo, Ngài nói một cách công nhiên, Ngài không hề khiếp sợ bất cứ ai hết. Và đồng thời đó, Ngài mở miệng ra là một bài pháp thao thao bất tuyệt, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Học thân thế chúng ta sẽ nghe sâu hơn. Đó là ngôn từ đạo lý chân chánh, phẩm hạnh thuần khiết và cao thượng. Những gì Đức Thầy nói, Đức Thầy dạy thì Ngài đều là thực hiện chứ không đi ngược lại những lời nói đó. Và đồng thời Ngài có những cái cử chỉ, cái việc làm của Ngài rất là mực, thức mực. Ví dụ như lúc mà Đức ông làm lúa đó, thì khi mà cắt lúa xong rồi thì người ta trồng mớ, Đức Thầy cũng ra trồng mớ.
Đức thầy chồng mới nào ra mới đó, hàng thẳng hàng ngang thẳng bắn kìa. Thì ông cũng nói là một lát người ta đem vô cà lan cần gì phải làm kỹ thế. Thì hai lần cái gì Đức thầy nghiêm nghị nói: các ông làm như thế nào là chuyện của các ông, còn tôi làm là phải như vậy. Đó là biểu hiện cái tính thuần khiết và cao thượng của Đức thầy. Và cái thứ tư là lòng từ bi, lòng từ bi vô lượng. Bởi vì Đức thầy mình có ngôi vị bên cõi Tây phương Cực Lạc kia, vì thương chúng sinh mà ngài lâm phàm, thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết giải, thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chúng mê tân thì lão chẳng an vui Cực Lạc. Vậy là thương trần ta cũng ráng thề, miễn cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Đó là bốn cái yếu tố quan trọng để chúng ta khẳng định Đức thầy mình là Phật. Miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Như vậy khi làm bài đó, đồng đạo nên nhớ là Đức thầy là Phật, ngài là một bậc sinh nhi tri, không học mà thông. Miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Ngài là Phật, ngài khai sinh một đạo Phật tại Việt Nam, gọi là một tôn giáo xuất phát từ lòng dân tộc Việt Nam. Vậy thì cái giáo lý của ngài là tiếng Mỹ, tiếng Hoa, tiếng Anh hay là tiếng Trung Quốc? Tiếng Việt Nam, phải không? Ngài khai sinh một tôn giáo tại lòng đất Việt Nam, cho nên giáo lý ngài là cái giáo lý mang tiếng Việt Nam. Điều đặc biệt ở đây đó là giáo lý Đức thầy là thể hiện 80% là thể loại thơ ca, 20% là văn tạng. Như vậy thì đây cũng là cái sáng kiến của Đức thầy. Bởi vì sao? Bởi vì khi người miền Nam Việt Nam mình sau khi còn mới sinh ra đó, còn nằm ở trong nôi đó, bà mẹ thường ru những tiếng gì quý đồng đạo? Hầu ơ dí dầu cầu giáng đóng đinh, phải không? Có nghĩa là vừa sinh ra chào đời thì ta nghe được những cái lời, những cái lời văn, những cái lời thơ ca về vân vân. Hôm nay Đức thầy khai sáng đạo thì ngài cũng gửi lại những gì mà khi chúng ta nằm trong nôi đã nghe rồi. Cho nên chúng ta dễ thâm nhập cái giáo lý Đức thầy là như vậy. Có nhiều người đồng đạo chúng ta không có biết chữ đâu, mà đọc sám giảng rất là thuộc, từ từ viết được luôn. Cái đó là chuyện rất là hy hữu. Nhưng một điều quan trọng nữa đó, Đức thầy không nói cao xa. Đức thầy đứng góc độ một người nông dân, đứng góc độ của một người chài lưới, đứng góc độ của một chị bạn hàng, để nói lên tiếng nói rất mộc mạc, rất bình dân, rất dễ hiểu. Chính vì vậy mà sự thành công lớn nhất của Đức thầy từ năm 18 tháng 5 năm 1939 đến 25 nhuận tháng 2 năm Đinh Hợi, 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày, hơn 2 triệu tín đồ đã quy y. Trong khi đó đất nước Việt Nam mới có hơn 20 triệu người chịu dân, mà hơn 2 triệu người đã quy y theo đạo Phật giáo Hảo. Đây là một sự thành công ngoạn mục của một vị giáo chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Việt Nam vào cái thế kỷ thứ 19. Quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Giáo lý ngài dạy tu tự nhiên, không lập dị, không trốn tránh cuộc đời. Tu tự nhiên là sao? Có nghĩa là tín đồ Phật giáo Hảo là đủ thành phần trong xã hội. Tại vì chúng ta là hạng tại gia cư sĩ, toàn thể trong đạo chúng ta thuộc về hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, cho nên có các sĩ nông công thương đều có hết, phải không? Vì vậy cho nên sau khi chúng ta giác ngộ quy thế giới giáo lý Phật giáo Hảo rồi thì hình thức không cần phải thay đổi, phải không? Ví dụ như giờ thầy giáo, cô giáo ở trường làng, nếu mà quy theo giáo lý học Phật giáo Hảo rồi, cái bắt đầu chuyển từ hình thức bình thường mặc áo bà ba để tóc đi dạy có tự nhiên không? Không tự nhiên. Một công nhân sau khi phát tâm tu theo giáo lý Phật giáo Hảo rồi, mặc đồ bà ba để tóc tu tự nhiên không? Đi vô làm tự nhiên không? Không tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là chúng ta ăn mặc bình thường khi chúng ta chưa quy y, vẫn ăn mặc bình thường như vậy. Nhưng mà nói vậy đó thầy cho phép không? Cho không? Cho, phải khẳng định đó thầy cho. Đức thầy viết cái bài để tóc năm 1945 đó,
từ rày đã thoát cách người Pháp, tùy theo phong trào tiến hóa của nước nhà, thầy cho phép bổn đạo tự do cải cách hầu hòa hợp với lương dân cùng tôn giáo khác, tùy phong hóa dân sanh phù hợp. Như vậy thì mình quy y theo đạo Phật giáo hòa hảo thì tùy hoàn cảnh, tùy căn cơ, tùy trình độ mà mình có áp dụng. Nhưng mình kêu người ta phải giống mình là hoàn toàn sai. Mình nói tu theo Phật giáo hòa hảo là phải mặc đồ bà ba để tóc là sai, vì mình chấp. Hoặc giả là mình nói tu theo Phật giáo hòa hảo là mặc đồ tây ăn tơ ni bỏ trong quần, mặc đồ bà ba, mặc đồ tây mới đúng, mặc đồ tây mới đúng, rồi kia không đúng, thì mình là sai, mình chấp. Miễn mình chấp đâu là mình dưỡng đó, tùy hoàn cảnh. Thầy giáo thì ăn mặc theo cách thầy giáo, tín đồ là nông dân ăn mặc theo cách nông dân, tùy hoàn cảnh. Nhưng chúng ta chấp đâu là chúng ta dưỡng đó, đó gọi là tu tự nhiên, thấy không? Không lập dị. Không lập dị là không làm khác lạ, không để đầu đến, không cạo đầu đắp cái gì hết, mà chỉ là cư sĩ tại nhà. Như vậy thì cách ăn mặc thì bình thường thôi, nhưng đừng thái quá. Thái quá có nghĩa là chúng ta ăn mặc theo cái thời đại thì gọi là thái quá, còn ăn mặc cho nó kín đáo thì đó là chúng ta đúng cái tư cách của người của một người tín đồ. Rồi không trốn tránh cuộc đời, không gào rừng sâu núi thẳm lên noi núi gì hết, mà là cư sĩ tại nhà. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm trên non núi. Cái quan trọng là cái đạo của con người. Con người đối với con người, tròn đạo con người rồi chúng ta mới tiến lên Phật thánh tiên được. Ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc, cũng chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm phia, thân đi còn tục tâm lìa cõi mê. Nghi thức thờ phượng đơn giản vô vi, không mê tín gì đâu. Đơn giản là sao? Có nghĩa là cái nghi thức thờ phượng người tín đồ Phật giáo họ là thờ mấy ngôi? Ba ngôi. Một, Cửu Quyền Thất Tổ. Hai, ba, bốn. Không có. Tín đồ Phật giáo họ là chỉ có ba ngôi. Tại sao phải thờ ba ngôi? Bởi vì Đức Thầy không cho phép chúng ta thờ mà không biết. Thờ phải biết căn gốc mới thờ. Cửu Quyền Thất Tổ là gì? Là ông tổ tiên sinh ra ông bà sinh ra cha mẹ sinh ra ta. Thờ tổ tiên ông bà cha mẹ để nhớ ơn và đền ơn. Tam Bảo là Đức Phật có thật trong lịch sử, cách đây hơn 2600 năm, bên Ấn Độ, Thái tử Sĩ Đạt Ta khi tu đắc đạo, Ngài đến giường Lộc Quyển Thiết Pháp Tứ Đế cho năm ông Kiều Trần Như nghe. Năm ông Kiều Trần Như nghe chứng La Hán Pháp, thế gian có Tam Bảo, Đức Phật là Phật Bảo. Năm anh em Kiều Trần Như là chứng La Hán là Tăng Bảo, Pháp Tứ Đế là Pháp Bảo. Thờ Phật nhớ ơn Phật và đền ơn Phật, không biết là không thờ. Ngoài ra không thờ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn tích. Như vậy thì Đức Thầy dạy rất là rõ, phải không? Thờ là phải biết, không biết là không thờ. Vô vi là thờ một bức trần già, một bức hoàn toàn màu già. Như vậy thì năm 1939 Đức Thầy quyết quyển nhì đó, ngôi Tam Bảo thờ trần đỏ. Trần đỏ là màu đỏ, màu đỏ là di tích của Đức Phật Thầy Tây An. Như vậy thì tại sao lúc Đức Thầy mở đạo thì Ngài dạy thờ trần đỏ, mà bây giờ trong nhà tín đồ Phật giáo hảo thờ trần già? Lý do gì? Tại sao? Bây giờ mình gặp người ngoài đạo, mình ta hỏi gì, mình trả lời sao? Thờ phượng viết năm nào, ở trong quyển nào? Dạ, rất hay. Như vậy thì cái này đồng đạo chúng ta phải nhớ cho rõ. Nếu gặp người ngoài tôn giáo, phải không? Đức Thầy viết trong bài thờ phượng năm 1945 tại Sài Gòn. Từ trước đến nay chúng ta thờ trần điều là di tích Đức Phật Thầy Tây An để lại. Trần điều là màu đỏ đó. Nhưng gần đây có kẻ thờ trần điều tự xưng cùng tông phái với chúng ta, làm sái phép, sái tôn chỉ của Đức Phật, nên toàn thể trong đạo đổi lại màu già. Như vậy thì khi mà chúng ta gặp người ngoài đạo hỏi thì chúng ta phải biết ngay. Rồi như vậy thì màu già, già không mê tín gì đâu, không thờ
bất cứ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn tích, đúng không? Có nghĩa là không biết là không thờ. Vậy thì hôm nay tín đồ Phật giáo họ thờ ba ngôi, mà hiện nay trong nhà mình thờ 4, 5, 6, 7, 8 ngôi thì sao đây? Có không quý ông đạo? Cũng còn nha, cũng còn chứ không phải hết đâu nha. Như vậy thì bây giờ tôi có một cái ý này. Nếu hiện nay nhà đồng đạo nào còn thờ 4, 5, 6 ngôi thì bây giờ mình đã quy theo giáo lý Phật giáo họ rồi, mình sẽ quét dọn hết các ngôi thờ sạch sẽ, dâng hoa dâng nước, dâng hoa tươi dâng nước lên hương, xong mặc áo choàng vào đứng trước của quyền nguyện. Từ trước tôi không biết tôi thờ, hôm nay quy theo giáo lý Phật giáo họ thầy tôi dạy, biết mới thờ, không biết không thờ. Vậy nếu các vị thuộc về hàng của quyền, tôi thỉnh các vị vào ngôi của quyền, hằng ngày tôi thờ phượng và lễ bái. Nếu các vị thuộc về hàng Tam Bảo, tôi thỉnh các vị vào ngôi Tam Bảo để hằng ngày tôi thờ phượng và lễ bái. Nếu các vị còn ăn đồ cúng kiến, xin mời các vị đi nơi khác. Nếu các vị có thắc mắc điều gì, tìm Đức Thầy tôi mà hỏi, vì Đức Thầy đã dạy. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dâng lòng tưởng sân trình đáo lai. Hữu là có, ảnh là cái bức ảnh đây, vô là không, hình là bóng dáng thật, không có cái bóng dáng thật. Nhưng mà nếu chúng ta tin tưởng thì Ngài sẽ có. Ta phần hồn dạo khắp thế gian. Rồi bắt đầu chúng ta nguyện xong rồi dọn hết, không có vấn đề xảy ra hết. Còn nếu mà làm ngang không có được nha, làm ngang không có được. Vì vậy cho nên chúng ta phải thực hiện đúng theo cái nghi thức gì thầy dạy. Mà thầy dạy thì mình nguyện, nếu cần gì ta đi hỏi thầy mình, đâu có gì đâu sợ. Thầy độ mà, cần hiểu lý vô ngã sức thi hành, có thầy độ. Nghi thức ta làm chưa đúng thì đừng có nói cái chuyện mà làm theo giáo lý. Vì vậy trước nhất là chúng ta phải làm nghi thức. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Tất nhiên là Đức Thầy đi theo con đường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tu tròn cái đạo làm người, trong xã hội làm công dân tốt trong đất nước, làm đứa con xứng đáng trong gia đình. Có nghĩa là chúng ta tu theo đạo Phật giáo hả, là phải làm tròn cái đạo có người. Làm cha tròn đạo làm cha, làm con tròn đạo làm con, chồng vợ chồng tròn đạo chồng vợ, anh em tròn đạo anh em, tình bè bạn tròn đạo với nhau. Cái đạo con người tròn rồi là điều kiện để chúng ta bước sang qua cảnh giới khác, cảnh giới cực lạc. Đạo người chưa làm tròn cái đạo con người rồi chúng ta không có tới đâu được chân đạo. Làm người chưa dẹn khó hồng thành thôi. Khi chúng ta làm tròn đạo con người rồi thì chúng ta mới tiến lên pháp môn tu để giải thoát, đó là pháp môn tịnh độ. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta làm tròn bổn phận rồi đó thì chúng ta đi vào cái pháp môn là chúng ta đắc đạo. Thầy mình có ngôi vị bên cõi Tây Phương kia Bồng Lai, điên dạy có ngôi Tây Phương Cực Lạc cùng ngồi tòa sen. Thầy mới dâng lệnh Đức Phật A Di Đà đem pháp môn tịnh độ xuống đây. Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Rồi Đức Thầy mới chỉ cho con đường đi về Cực Lạc, tìm Cực Lạc đi rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mấy mộng. Dạy xong rồi Thầy mới cho biết rằng già trẻ bé lớn sang hèn đều đi về Cực Lạc đó. Lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đẳng dắt diều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mây đồ, nhất cục luân hồi. Dạy xong rồi Thầy mới rước về chợ, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ, dắt lần về ngôi. Vậy là không tu là tại mình, phải không đạo? Chỉ thì làm tròn cái đạo có người rồi, đi vào pháp môn là chắc chắn rằng chúng ta sẽ được về cảnh giới Cực Lạc. Và cuối cùng đó là cái thứ bảy là giáo lý gồm nhiếp tinh hoa của Tam giáo, là chúng ta đã nói phần đầu. Vậy thì tóm lại, chúng ta tu theo Phật giáo Hòa Hảo là có mấy cái lý do? Mấy? Bảy lý do, nhớ nha. Bảy hoặc tám cũng được, chúng ta có thể phát triển thêm. Nhưng mà những cái cơ bản không thể thiếu là Đức Thầy là Phật, giáo lý là tiếng Việt, tu tự nhiên, nghi thức thờ phượng, tu tròn đạo làm người và pháp môn tịnh độ. Và chúng ta có thể giải thích thêm. Kính thưa quý đạo, thì vừa qua thì chúng tôi cùng với quý vị sẽ tìm hiểu qua cái bài chữ tu. Đồng đạo còn thắc mắc cái gì không? Trước nhất thì câu hỏi được đặt ra đó là lợi ích sống giáo lý, thấy không? Thì cái bài học đầu tiên chúng ta ráng học chặt chẽ thì chúng ta làm bài được.
Ý thứ hai, câu hỏi thứ hai đó, tu là gì, tại sao ta phải tu? Tu là gì thì đồng đạo cũng nắm được rồi phải không? Tại sao ta phải tu có mấy lý do? Mấy? Bốn lý do. Duyên lành gặp được Phật Pháp, tin sâu nhân quả, vì sự khổ, sự hiểu. Vì sao chúng ta tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo có mấy lý do? Bảy lý do. Thì câu thứ ba, đó là ba câu hỏi trong cái bài học hôm nay. Kính thưa quý đồng đạo, thì qua cái bài học này đồng đạo có thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc gì, chắc lẽ là chiều nay chúng ta sẽ gặp ba câu hỏi này. Về đồng đạo sẽ củng cố cái câu hỏi, làm bài ngắn gọn, chặt chẽ. Thì chúng ta sẽ lên đi trình bày lại. Như là đồng đạo lên lưu ý đó, các cái câu thi cuối khóa, bài học, các cái bài học đầu tiên đều có. Cho nên đồng đạo chúng ta cần nên học cho nó kỹ, để chúng ta chuẩn bị cho ngày thi cuối khóa đạt kết quả tốt. Đồng đạo muốn lấy thủ khoa không có gì khó hết. Miễn câu hỏi nào ra, bài học nào ra, câu hỏi nào ra, làm bài chặt chẽ, thuộc cái nội dung chính, thì chắc chắn rằng thủ khoa như là ăn cháo khỏi nhai. Còn nếu mà học mà bỏ lỡ ngày đó là khó. Tiếp theo bài, tiếp thu bài không kịp là khó. Chắc lẽ là bài học đến đây đã chấm dứt. Đồng đạo có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc gì thì trước khi dứt lời, kính chúc đồng đạo vui, khỏe, học tập tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Quá hay ha quý đồng đạo. Tôi thấy mấy quý đồng đạo chúng ta say mê luôn. Và cảm ơn ông Lữ Văn Thư hơn một tiếng đồng hồ đã thông qua chuyên đề chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cho quý học viên của chúng tôi hiểu rõ cách tường tận. Thay mặt ban giám thị cùng quý học viên, trước nhất là cảm ơn ông, sau cầu chúc cho ông được nhiều sức khỏe, đầy đủ trí tuệ để phổ truyền giáo lý của Đức Tôn Sư. Một lần nữa đề nghị quý học viên của chúng ta hoan nghênh